để có được phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên ký nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé trong chương mục bản tin thể thao hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết nhan sắc của mẹ Quang Hải ở tuổi 40 đến cả người yêu Nhật Lê cũng phải khen không ngớt Thưa quý vị, Nhật Lê có lẽ là cô nàng đình đám nhất trong dân quát của đội tuyển Việt Nam. Xinh đẹp hát hay, lại còn chăm chỉ update hình ảnh, nên nhất cử nhất động của bạn gái Quang Hải đều rất được quan tâm chú ý. Gần đây tin đồn Quang Hải và Nhật Lê chia tay cũng chưa lắng xuống, nên dân tình lại càng được dịp hóng thông tin về cặp đôi này. Không biết Quang Hải và Nhật Lê có rạn nứt không nhưng chắc chắn mối quan hệ của Nhật Lê với mẹ nuôi của Quang Hải vẫn vô cùng tốt đẹp và khăng khít. Mẹ nuôi của Quang Hải là cô Vũ Thu Trang, vợ của huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng, cũng là người thầy, người bố nuôi của Quang Hải. Bới đây, khi Nhật Lê đăng tải một tấm ảnh selfie, thì mẹ nuôi Quang Hải đã hỏi rất thân mật, Con ơi, cài thế nào để mẹ xin với? Nhật Lê cũng kéo nịnh khi đáp lời, mẹ ơi, mẹ vậy là đủ ngất ngay rồi. Cách xưng hô mẹ con của hai người cực kỳ tình cảm, chẳng khác gì mẹ chồng con dâu một nhà. Xem ra mẹ nuôi của Quang Hải đã chấm Nhật Lê lắm rồi đây. Trước đây Nhật Lê cũng rất gần gũi và thân thiết với gia đình Quang Hải. Cô nàng nhiều lần cùng gia đình bạn trai tụ hợp ăn uống hẹn hò, đi chơi. Mẹ Quang Hải cũng rất thường xuyên quan tâm con dâu tương lai trên mạng xã hội bằng những bình luận xì si tin, trẻ trung và hài hước. Không chỉ tính cách ngoại hình của mẹ nuôi Quang Hải cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Dù đã 40 tuổi nhưng cô Thu Trang vẫn sở hữu, thân hình thon thả cùng cô thời trang hiện đại cá tính. Trước đây, cô Thu Trang từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng, Quang Hải đã khen Nhật Lê xinh đẹp giống mẹ, cô cũng chia sẻ về quan điểm chọn bạn gái cho con trai nuôi, là mẹ không quan trọng cô gái con chọn có đẹp hay không, mẹ chỉ mong đó là cô gái hợp với con, giúp con có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Quang Hải và bạn gái đập tan tin đồn chia tay bằng động thái bất ngờ thưa quý vị sau nhiều ngày im lặng khiến cho fan lo lắng mới đây cặp đôi đã có những động thái trấn an người hâm mộ sau chiến thắng của đội tuyển việt nam tại aff cup các cầu thủ được xả trại nghỉ ngơi trước khi bước vào thử thách mới là Asian cup tuy nhiên cũng trong thời điểm các đồng đội xung vầy bên gia đình và bạn gái thì quang hải lại không hề xuất hiện bên người yêu nhật lê điều này khiến cho fan tò mò bởi trước đó cặp đôi dính như sam và thường xuyên chia sẻ ảnh ngọt ngào khiến ai nấy phải ghen tị những ngày qua mạng xã hội bắt đầu xuất hiện tin đồn cặp đôi sẵn nước tình cảm, nhiều fan thậm chí còn để lại bình luận thúc giục Quang Hải và Nhật Lê lên tiếng về mối quan hệ thực sự của họ hiện tại. Tối ngày 19 tháng 12, những hình ảnh chụp chung đầu tiên của cặp đôi đã xuất hiện, đập tăng tin đồn trước đó, cụ thể ở phần story Instagram sẽ biến mất sau 24 giờ của quản lý Quang Hải đã chia sẻ bức ảnh chụp từ phía sau Quang Hải và Nhật Lê kèm theo chú thích rất ok, vui và hạnh phúc. Theo chia sẻ cả hai cùng tham gia bữa tiệc cùng dàn cầu thủ nổi tiếng tại một resort. Tuy nhiên Quang Hải đến trước từ chiều, còn Nhật Lê vì bận thi ở trường nên đến tối mới góp mặt. Ngay sau khi xuất hiện, cô cũng đăng một số hình ảnh lên trang cá nhân. Dù không chụp chung với Quang Hải, nhưng việc hai người cùng sánh đôi, vui vẻ, được xem như là một lời khẳng định cặp đôi vẫn đang gắn bó bên nhau, chứ không hề có chuyện chia tay như dân mạng đồn thổi công khai hẹn hò với cầu thủ Quang Hải, Nhật Lê sinh năm 1999, nhanh chóng được dân mạng quan tâm, vừa qua chính ít gây chú ý khi tham dự cuộc thi âm nhạc The Debut dự án số 1. Dù chỉ dừng chân ở tập 7, cô gái quê Quảng Nam vẫn khiến cho nhiều người ấn tượng với khả năng ca hát. Nếu Quang Hải được yêu mến bởi kỹ thuật chơi bóng tài ba thì bạn gái anh lại đốn tim nhiều người khi sở hữu gương mặt xinh xắn cùng ngoại hình nóng bỏng. Cặp đôi đã có hơn 2 năm bên nhau. Hiện Nhật Lê đang là sinh viên trường sư phạm nghệ thuật Trung ương. Ngoài thời gian học tập cô bạn còn phát huy bản thân ở lĩnh vực kinh doanh hàng online. Mẹ nuôi hé lộ Quang Hải U23 Việt Nam từng phải hứng chịu cú sốc lớn. Quý vị tính giả thân mến, sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar chiều qua ngày 23 tháng 1, căn nhà của tiền vệ Nguyễn Quang Hải tại cuối làng đường Nhạn, Đông Anh, Hà Nội như ồn ào rộn rã hơn. Tại đây mẹ Quang Hải đã trực tiếp làm lẩu tiếp đón những người khách phương xa và bà con chòm xóm tới xem trận đấu chung niềm vui cùng gia đình. Trong dòng người đến thăm gia đình Quang Hải có người mẹ đặc biệt khác là bà Phủ Thu Trang, vợ của huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng, người thầy, người bố nuôi của Quang Hải. Nhìn những tấm huy chương, thẻ thi đấu và cả chiếc áo mà chồng mình từng tặng Quang Hải, mẹ nuôi anh xúc động. Mẹ nuôi Quang Hải nói, chiều nay tôi đã về với gia đình bố mẹ ruột Quang Hải để xem trận đấu giữa U23 Việt Nam với Qatar tại bán kết U23 châu Á. Khi trận đấu kết thúc, tôi cúi đầu phái lại anh, nói với anh là Hải và đội đã vào vòng chung kết. Tôi cũng không muốn quá ồn ào, chỉ nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người thôi anh mà người mẹ nuôi này nhắc tới là huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng, người đã ra đi vì tai nạn giao thông cách đây 6 năm khiến Quang Hải chịu cú sốc lớn. Giọng đượm buồn, mẹ nuôi Quang Hải kể, khi Hải còn nhỏ, chồng bà đã đưa anh về đầu quân cho cô lạc bộ Hà Nội trẻ ươm mầm tài năng. Lúc đó như cơ duyên, huấn luyện viên Vũ Minh Hoàng nhận thấy ở Hải có tố chức về bóng đá và tư cách tốt nên đặc biệt rất thích. Sau đó ông đã đề nghị với vợ nhận Hải làm con nuôi bởi gặp Hải ít lần, nhưng vợ khuấn đường Vi Minh Hoàng lại cảm thấy như cắn bó với cậu bé từ lâu. Vì vậy, trước lời đề nghị của chồng, bà đã đồng ý ngay mà không hề do dự. Mẹ nuôi Quang Hải nói, tôi và chồng sau đó về nói chuyện với anh Thuần, chị Cúc, bố mẹ ruột Quang Hải về việc chúng tôi muốn nhận Hải làm con nuôi. Họ thấy tình cảm của vợ chồng tôi chân thành nên đồng ý. Thời điểm được vợ chồng huấn luyện viên, Phủ Minh Hoàng nhận làm con nuôi, Quang Hải chưa đầy 9 tuổi nên khá bẻn lẻn. Nhiều lần bố mẹ nuôi muốn gần gũi nhưng Hải lại rất ngại ngùng. Bà Thu Trang và chồng muốn con gọi một tiếng bố mẹ nhưng Hải vẫn xưng là thầy cô. Một năm sau huấn luyện viên Minh Hoàng ra đi vì tai nạn giao thông, cú sốc này ảnh hưởng tới Hải và bà Trang rất nhiều. Để báo đáp ân tình người bố nuôi, Quang Hải luôn cố gắng phát huy tài năng của mình trong câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Từ khi phấn luyện viên Minh Hoàng mất, bà Thu Trang và Hải cùng ít gặp nhau hơn mẹ nuôi quang hải nói ba năm trước hai mẹ con tôi gặp lại nhau tình cảm của tôi và con được kết nối sau một thời gian gián đoạn hải đã coi tôi bằng mẹ nên lúc ấy tôi hạnh phúc lắm vì ngoài hai con ruột của mình tôi chính thức có thêm một người con nữa là quang hải phờ huấn luyện viên vũ minh hoàng cũng cho biết bà ấn tượng nhất ở quang hải là sự độc lập khiêm nhường trong tính cách cảm nhận ban đầu của tôi về hải đó là một đứa bé có tính cách rất lạnh, không phải lạnh lùng thờ ơ mà là con cư xử rất điềm đạm hồi bé hải rất độc lập kim nhường và không nhờ cậy một ai từ mua sắm vật dụng sắp xếp đồ đạc đến việc giặt giũ quần áo con đều tự mình làm hết ngoài ra hải không hay nói chuyện nhưng cứ nhắc đến quá khứ thì con lại rất xúc động có những điều con nói về chồng tôi trong quá khứ như thế nào ra sao khiến tôi chạy nước mắt bà thu trang kể mẹ nuôi quang hải cũng tiết lộ về người yêu quang hải quang hải hay khoe với tôi về bạn gái của mình bạn gái đầu cũng gắn bó với hải từ hồi cấp 2 hải từng hay gọi điện thoại tâm sự vì con muốn tôi nhận xét về bạn gái một cách khách quan sau đó khi mối tình ấy không thành tôi luôn động viên con phải thật vững vàng đến bây giờ khi có bạn gái thứ hai tôi ấn tượng khi hải nói rằng mẹ ơi con thấy bạn gái con rất giống mẹ lúc đó tôi rất bất ngờ tôi hỏi con rằng bạn gái con giống ở mẹ điều gì hải trả lời khuôn mặt em ấy rất giống mẹ rất xinh đẹp ạ à. Tôi đã nói với Quang Hải, mẹ không quan trọng cô gái con chọn có đẹp hay không, mẹ chỉ mong đó là cô gái hợp với con, giúp con có những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Hiện nay, mối quan hệ giữa Hải và cô bạn gái đó vẫn rất tốt, bà Thu Trang nói. Sau những trận đấu trên sân, tiên vệ trẻ cũng thường gọi điện cho mẹ nuôi để chia sẻ về trận đấu và hỏi thăm mẹ nuôi. Trước mỗi đợt công tác, anh cũng về thấp hương cho người thầy, người cha nuôi mỗi lần đi đâu ở một đất nước nào đó hải chỉ nói rằng con đang ở nước này mẹ ạ à. mẹ thích gì không con sẽ mua cho mẹ nhưng tôi thường không muốn con vất vả nên bảo con cứ tập trung tập luyện thi đấu không phải mua gì cho mẹ và em cả khi về con từng dặn tôi rằng mẹ có sang con chơi thì đưa các em đi cùng lâu rồi không gặp các em nên con rất nhớ hải cứ sống nhẹ nhàng và tình cảm như vậy mẹ nuôi quang hải bộc bạch tương là huấn luyện viên của Quang Hải tại câu lạc bộ Hà Nội trẻ Ưu mầm tương lai, anh Lương Đức Ngọc sinh năm 1979 cho hay, tôi và anh Minh Hoàng đã dự dắt Hải từ những bước đi đầu tiên khi em chính thức bước chân theo nghiệp bóng. Chia sẻ về kỷ niệm ấn tượng với chàng tiền vệ trẻ, anh Ngọc kể, trước khi giải U13 quốc gia diễn ra, một cầu thủ là em đổ duy mạnh quá tuổi, không đủ điều kiện tham gia, lúc này chỉ còn Quang Hải chạy ở vị trí tiền vệ nên tôi gọi Quang Hải ra một góc dặn dò, Tôi nói, giờ chỉ còn mình con chạy ở vị trí tiền vệ, phải làm phần việc của cả hai người sẽ rất khó khăn nhưng thầy mong con cố gắng. Nghe tôi tâm sự quan hải chỉ im lặng gật đầu rồi ngày đêm chịu khó tập luyện với quyết tâm cao độ. Bao giờ tập em cũng về muộn hơn các bạn trong đội, tôi nhận thấy ở Hải có một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Anh Ngọc chia sẻ thêm, nhìn những gì Hải thể hiện và làm được trên sân, tôi càng tin rằng những nhìn nhận của mình là chính xác. Từ trước đến nay, Hải luôn khiến tôi ấn tượng, không chỉ bởi tính cách đặc biệt mà cả ở chuyên môn xuất sắc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở các bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.